khi bạn chơi TikTok quá nhiều. Má cáo nè. Nhóc cỏ nè. Ông củi nè. Nhóc cái nè. Sự khác biệt giữa má cám và các TikToker thì TikToker đú trend, còn má cám thì TikToker nhảy. Fan khen. Cảm ơn em nha. Trời ơi, anh bình thường nè. Anh đâu có đẹp như người ta đâu, anh bình thường lắm. Thì tới má cắm. 10 bữa nữa tháng không gặp đây, đẹp quá nhìn không ra luôn. Thôi đi bớt thảo mê giùm tôi cái. Ở đây biết nhan sắc ở đây ở đâu nha. Cái đầu thì tao bị nẻn, cái mặt thì tao bị méo, chân mày thì tao không có, cái mỏ thì tao bị hơi vô đó thì làm răng bốn hàm. Đẹp mày đẹp chỗ nào hả? Mày nói tao nghe coi đẹp vậy chỗ nào. Những tình huống khi bạn đang quay TikTok. Ông trời tạo ra địa chấn. Mày để trắng mày động đất không? Suốt ngày làm bao gì đâu không vậy? Không quay clip chơi thôi mà. Làm gì dữ vậy? Suốt ngày quay. Ăn bận rồi, nhìn không có đường gì trơn. Trời ơi, biết không đẹp chỗ nào quay chỗ đó thôi. Tôi cho mày quay đâu đẹp đó. Cái ống chén chưa rửa là một hồi mày chết tao đó. Phạt cái đầu anh là điểm nhấn. Anh đang quay clip mà. Cái đầu mày chỉ gọi 3-4 màu tao còn chưa nói nhỏ đó mà điểm nhấn, điểm nhấn. Đi rửa chén rút nhanh lên. Không là tao cạo đầu bôi vô cho mày điểm nhấn luôn á. Không biết rồi. Chị em Trời ơi, cái clip sắp ảo triệu like rồi. Chị em như cái cách dạ. Thấy bọn thương còn cười lên mặt nữa. Thằng tức á. Ủa vậy? Ai biết gì đâu. Thời hiện đại. Chị Cám ha, chị Cám. Kiếm chị có gì không dạ? Chị cho mượn 500 ngàn nha. Ba bữa nay em trả. Trời đất ơi, dịch dọc khó khăn quá. Bây giờ em mới mượn chứ bình thường em đâu có mượn đâu. Em hứa 3 ngàn em trả liền. Vậy nếu vậy cứ gửi xóm cho chị nghe nè. Dạ, cảm ơn chị nha. Alo. 3 năm rồi đó, tôi hết kẹt tiền chưa? Alo. Alo. Hết bạn gãy hết tiền rồi. Anh giỏi nhắc những tiếng Anh đạm bạc đi mấy đứa ơi. Mấy đứa, nó ai nổ, nó à. Đợi xíu nha, đợi xíu nổ á, đi cũng tiện xíu vô liền nha. Chị chạy kiếm ra cái gì không? Chị kiếm thôi, tôi gửi tiền cho chị chưa? Đợi em xíu. Quê em giấu xa nhưng mà ghê. Cứ thay đồ lại đây, đưa đi chị hả? Tiền gì? Tiền đâu trả? Bye bye. Quê em. Hình ảnh tuổi thơ của các anh chị 8X, 9X đã từng và cả hiện tại. Ôi mày học mày ơi. Lo học không lo chơi như mày. Tao biết chơi là bẻ cổ bữa đó. Tao biết rồi. Ủa cái gì? Kéo ra có gì không chị Tư? Chị thấy con cưng ngoài quán nét á, nó đi học tin học hay là trốn học chơi game vậy cưng? Dạ nó học tin học á, chị nó học á. Quán nào vậy chị? Quán đó hả? Tôi đi thẳng quẹo phải là tới nha. Dạ cảm ơn chị nha, đúng rồi đó chị. Là
hại chứ. Rừng không ra chửi rừng, chết nữa không biết luôn, chửi biết gì. Thấy không ơi, chị má con đang chơi game mà. Tối ngày mình bấm cái điện thoại suốt ngày suốt kiếp à. Đem cổ vào cái này, mưa tái kìa. Chị đang đợi xíu, có đụng xíu có làm gì đâu. Chịu không cho. Đi ôm cổ vô đây, tao hết cổ trận rồi đá cho mày biết nha. Không có cổ trận là không có đá cơm được nha mày. Năm rưỡi giờ nó chịu đốt 10 ngày chưa hết đó. Còn mấy cây à, mày đi ôm đi. Mày mà đi ôm được ôm hết được đống củi đó xong nha. Tao rửa chén 1 tháng nha mày coi. Má nhớ nha, má nhớ nha. Trời ơi mẹ mẫn em, em tin mày. Đi ôm đi, mưa tái kìa. Khi có con nít đến chơi nhà. Ấy mẹ. Dạ. Mày tưới xong nắm hẹ vô chơi với em kìa, em để trên ngoại nói về kìa. Bỏ nó có mình tụi nghệ chơi chơi em đi con. Hả? Dạ. Ê dạ, ơi. Hả? Ủa? Đi chúng ta mất tiêu rồi. Mày đưa ly nước lại tao coi. Tay nó chân thì tự đi làm uống đi. Đồ của ta đụng nhau vậy. Hả? Em đâu biết gì đâu, anh để xem uống thôi, đâu biết gì đâu. Trời ơi, thì em mới lỡ uống thì mày làm đi khác, mày uống hết thì mua đi khác. Nó nhỏ mà biết gì đâu. Hả? Ở nó lớn rồi mà còn cày nanh cày nặng cày nặng nữa, nó quýt bây giờ à. Mày làm khác đó đi mày. Hả? Hay. Cho em nó coi đi, em nó còn nhỏ mà dần cái gì. Trời ơi, nó không biết gì đâu, cho nó coi đi. Giải trí, mày lớn mày làm chuyện sao làm. Hả? Sao cho càng tình thương xóm làng. Hả? Cùng đi ngắm xe. Dạ, con nhớ thì. Ở nhà bà công ty mà giữ em như mày. Anh em không ăn kiếp lẫn nhau, nó còn nhỏ không biết gì trơn á. Tao đi giường chiều tối nó mới về à. Má yên tâm, cứ giao nó cho con sẽ yêu chiều nó tốt. Tốt tập rồi, vậy hồi yêu ý lắm. Cause I don't wanna walk away. Mỗi khi tôi muốn quay clip. Clip. Rồi coi tốt ghê á. Clip. Hết mưa. Thôi thì cao thủ không bằng tranh thủ. Hả? Khi số bạn đen như lọ nồi. Ăn ở làm sao đời mẹ thấy tàn mà xui xẻo không ấy. Ây da. Bà mày xách xe đạp đi đâu vậy? Dạ, lấy xe đi bẻ mớ lá bưởi vậy tắm. Con gái làm gì mà xui thuốc quá à. Ai gì mà chạy cái xe thịt lé mà chạy đâu mà chạy mày. Trời đất ơi. Con chạy đi, con đi bơm luôn. Ừ chạy cho đàng hoàng nha. Buông tay buông ơ đi rồi té giặt mặt. Trời má yên tâm, tại lá lùa mà má ơi sợ gì. Hả? Hừ.
Hả? Bảo mày. Sao rồi? Thấy cái miệng tao Linh chưa? Cái miệng mà Linh như cái miễu vậy đó. Hả? Nói to với cái số gì đâu mà đen thui đen thui luôn hả? Nè, cho mày cái phép cầu may mắn nè. Đem ra cho mình đi cho bớt đen. Chứ nhìn mặt mày là thấy làm ăn lên nổi gì đó.